muối diêm là nitrate là rất là độc, và nó làm ra chất nitrosamin là một cái chất gây ung thư. Ngay như ở bên Mỹ, họ vẫn có truyền thống và dùng nitrate để bỏ vào trong thực phẩm. Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với chương trình Việt Mỹ. Và trong video này thì đặc biệt chúng ta sẽ nói về chuyện của ngày Tết. Trước tiên thì Rachel xin được gửi lời chào đến giáo sư bác sĩ Phạm Huy Liêm. Chào Rachel và kính chào quý khán giả. Dạ, yeah. Bữa hôm nay nha, có cái áo rất là đẹp nha. Quý vị nhìn rất là lạ, rất là phong cách đúng không? Trời, áo mà hai bên, hai màu rồi sọc 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 nữa. Có gì chia sẻ không? Thì tôi có cô em gái ở gần vùng New York City, thì nó high fashion. Cô gửi cho tôi cái áo này. Cô nói anh mặc áo này sẽ đẹp. Tôi mặc vô sao thấy giống như cái bàn 8 túi. Vá miếng bên này, vá miếng bên này, vá miếng đây. Nhưng mà đấy cũng khác thường. Đúng rồi. Cảm ơn cô em của tôi. Yeah. Rachel cũng gửi lời cảm ơn đến cô, chắc là em của bác sĩ Liêm, chắc cũng là cô của Rachel rồi. Tuổi chứ ít nhưng phải sáu mấy đổ lên. Đúng rồi. Sáu mấy đổ lên. Bác luôn á chứ, tại vì ba của mình mới có sáu mấy à. Nhưng mà phải nói là cái kiểu rất là cool, rất là ngầu, cho nên là thay vì 75 thì bây giờ nhìn chỉ có ra là nói 25 thì hơi quá, giờ nói 55 đi. Dạ. Và trong cái chủ đề ngày Tết thì trước tiên thì cũng muốn hỏi là mấy cái ngày Tết như vậy, bên bác sĩ Liêm có đi tiệc hay là có đi những cái ngày hội Tết hay không? Năm nào mà hên thì kiếm được bánh chưng thì có một vài không khí Tết, nhưng mà không có hội Tết. Hồi xưa thì có nhiều người ở đây thì họ cũng có làm Tết, nhưng mà từ từ họ đi về California với họ đi về Houston, thành ra cái vùng của tôi bây giờ có ít người Việt Nam lắm, không có nhiều không khí Tết. Yeah. Hai cái câu chúc mừng Tết với vạn sự như ý rất đẹp ở sau này là do một người bạn tốt ở California gửi cho, rồi cũng là tặng cho khán giả của chương trình. Dạ, yeah. Quý vị nào mà xem trong chương trình trước thì bác sĩ Liêm cũng có tâm sự về vấn đề này. Đó là dễ thương. Party ở Mỹ chán lắm, phải không? Tôi có cái dốc rất là mặn về party ở Mỹ. Dạ, yeah, ok. Không, hơi mặn mặn, không có mặn quá. Không mặn quá à. Ok rồi, mời. Thì cái dốc đó nói là có ông văn sĩ đó cần viết xong hai cuốn tiểu thuyết cho nhà xuất bản. Mà ông cứ lận đận hoài, ông viết không xong. Tại vì ông ở thành phố nó ồn ào náo nhiệt, rồi TV, rồi wifi, cell phone, rồi khách tới thăm rồi này kia. Thành ra ông kiếm một cái chỗ thật là tịch mịch, vắng vẻ để mà viết cho xong hai cuốn tiểu thuyết. Ông kiếm được một cabin, tức là gần như một cái túp lều nhỏ nhỏ, nhưng mà cũng đủ tiện nghi, ở một cái vùng hóc mò tó không có ai hết. Thì ông thuê cái đó rồi ông dọn ra. Thì ngày ông dọn ra, ông đang bưng đồ từ xe vào trong cái cabin đó, bưng sách vở, bưng dụng cụ rồi này kia, thì thấy một cái đám bụi, rồi một cái xe pick up cũ mềm chạy tới, thì có một cái ông râu ria bước ra. Thì ông râu ria nói: ông có phải là láng giềng mới của tôi không? Anh nói: đúng rồi, tôi tên Jim, tôi mới dọn vào đây. À, tôi là láng giềng của ông. Thì tên tôi là Billy Bob. Billy Bob là tên nhà quê của Mỹ. Tôi đại diện hàng xóm tới đây mời ông tối chiều nay tới dự welcome party cho láng giềng mới. Ôi, vậy rất tốt, được rồi, vậy rất tốt. Chừng nào tới? Nói 6 giờ chiều. Được, được, vậy có làm gì ở đó? Party có cần tôi đem cái gì đi không? Không cần gì hết, sẽ có đủ thức ăn, thức uống. Vậy hả? Vậy người ta làm gì ở party? Nói người ta uống rượu ở đây nhiều, uống rượu nhiều lắm. Tôi thì không thích say sưa nhưng mà tôi cũng uống rượu được. Uống rượu xong á, rồi nhiều khi đánh lộn nữa. Ui, tôi không thích đánh lộn nhưng mà hồi nhỏ tôi có học võ, thành ra tôi cũng có thể tự vệ được. Rồi uống rượu xong á, nhiều khi nó làm tình lung tung beng hết. Cái đó thì nhiều khi tôi ưa. Vậy thì có bao nhiêu người ở party vậy, Billy Bob? Nói có hai người, ông với tôi. Tại vì chỗ đó vắng người quá đâu có ai. Nghe xong cái là hết dám đi bạc ti luôn. Đúng rồi, cũng hết muốn ở đó luôn. Yeah. Khúc đầu nghe thì tưởng đông lắm, chắc có thể là có mấy cô xinh xinh đẹp đẹp và nghe làm tình khoái. Đã được có hai ông. Ôi trời ơi.
Oh, that's funny. Đó, quý vị, chuyện bạc ti ngày Tết nha quý vị. Như những người nào mà đi bạc ti thì có cái vụ mà ăn nhậu xỉn, phải hỏi lại có bao nhiêu người nha. That's funny. Rồi, bây giờ thì qua cái câu chuyện cười đó thì chúng ta sẽ vào cái chủ đề là thực phẩm ngày Tết. Cái đề tài này thật ra là bác sĩ Liêm đưa ra nó, tại vì bác sĩ Liêm nói là bây giờ mùa Tết thì sẽ mọi người sẽ ăn đồ Tết nhiều thì cần phải hiểu về những cái vấn đề này. Thì thôi bây giờ xin mời giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Tôi thấy có một vị khán giả Dạ. có đặt câu hỏi là gần ngày Tết rồi người ta chỉ cách làm những bảo quản cho ngày Tết rồi họ dùng muối diêm, thì cái vị khán giả đó hỏi là muối diêm thì có độc hay không, nên thành ra tôi mới có cái ý định là hãy nói về cái thực phẩm mà ăn vào ngày Tết. Ngày Tết bây giờ là thế kỷ thứ 21, nhưng mà ngày xưa ông bà mình ăn Tết ở thế kỷ thứ 19, thế tiền bán thế kỷ thứ 20 thì không có tủ lạnh và chắc chắn là không có đông lạnh. Đông lạnh thì ở Việt Nam nó trở thành quen thuộc từ sau khi quân đội Mỹ nó đổ vào miền Nam Việt Nam, thì họ mới có đem theo những cái đồ đông lạnh rồi này kia để tiếp tế cho họ. Còn hồi trước thì mình có tủ lạnh nhiều hơn là đông lạnh, nhưng mà tủ lạnh thì cũng chỉ từ sau 1950, sau Thế chiến thứ hai thì mới có nhiều ở Việt Nam, trước đó thì hầu như là không có. Nhưng mà cái thời gian mà trước kỹ thuật của tủ lạnh và đông lạnh thì Tết người ta đóng cửa đóng chợ, không có hàng quán cả 3 ngày, nhiều khi cả tuần, và có vùng người ta ăn Tết cả tháng, tôi gọi là tháng giêng là tháng ăn chơi. Mà cái khí hậu mùa đông mùa lạnh ở cái vùng phía Bắc của Việt Nam, từ Bắc của đèo Hải Vân trở lên tới miền Bắc, mùa đông lấy gì mà ăn, cho nên phải có những cái hình thức bảo quản thực phẩm. Những cái người nào mà sáng chế ra bánh chưng bánh tét đó là thiên tài, tại vì bánh chưng bánh tét giữ được rất lâu và ăn ngon và bổ dưỡng. Nhưng mà những cái thứ khác thì có thứ ăn được, có thứ lại là độc. Những cái hình thức mà họ làm để bảo quản, ví dụ như bỏ muối diêm, tức là nitrate, vào trong thực phẩm để mà thực phẩm được giữ lâu. Thì thí dụ như muối sổi thì không bỏ muối diêm tại vì ăn liền, nhưng mà làm chua đó, dưa chua sổi đó thì ăn liền thì không có bỏ muối diêm. Nhưng mà dưa chua mà muốn làm trường hay là muối trường thì phải bỏ muối diêm vào, rồi làm lạp xưởng thì vừa bỏ muối diêm mà vừa xông khói, hay là làm những cái gì đó dồi đó mà muốn giữ thì cũng phải bỏ muối diêm. Nếu mà không bỏ muối diêm thì dùng muối để làm thiệt mặn, để mà muối mặn như thịt thịt muối, hay là làm mắm thật là mặn để mà giữ được lâu. Nếu mà không làm cái gì muối như là trái cây thì ngào đường, ngào thật là ngọt thành như kẹo đó, thì giữ được lâu. Muối diêm là nitrate là rất là độc, và nó làm ra chất nitrosamine là một cái chất gây ung thư. Thành ra nếu mà ăn cái gì mà bỏ muối diêm vào là cái đó là gây ung thư. Và nếu mà muốn bán ra ở những tiểu bang như California ở bên Mỹ, họ có luật là phải để cái câu là trong này có chất có thể gây ung thư trên ngay trên cái nhãn của thực phẩm. Nhưng mà người Việt Nam có lẽ là không biết, thành ra vẫn còn tiếp tục làm như vậy. Ngay như ở bên Mỹ họ vẫn có truyền thống và dùng nitrate để bỏ vào trong thực phẩm. Thành ra những người nào mà ăn processed meat, ví dụ như bacon hay là ham rồi này kia đó, thì họ nói là bị cancer nhiều hơn, bị ung thư nhiều hơn. Cái đó là đúng. Thành ra bây giờ những cái tiệm mà họ hợp với thời đại hơn đó, thì nếu mình thấy họ nói là uncured bacon hay là uncured ham, cái mà họ không bỏ nitrate vào, không không bỏ muối diêm vào. Rồi hồi trước người đại hàng nó thích ăn kim chi thì họ cũng bỏ nitrate vào đó để giữ lâu hơn, rồi họ bị cancer nhiều. Rồi về sau khám phá ra cái đó thì bây giờ kim chi họ làm họ ướp lạnh liền, họ để tươi liền, bỏ tủ lạnh chứ không có để ra ngoài, mà bỏ muối diêm rồi để ngoài trên quầy. Thành ra cái kim chi mới này ướp lạnh và tươi thì không có bị ung thư như hồi trước. Làm muối, làm ngào, xông khói, bỏ muối diêm, tất cả những cái đó làm cái thực phẩm nó trở thành độc. Nhưng mà hồi trước độc là gây ung thư, thay cái chất di truyền DNA của mình và nó mình lão lão hóa sớm,
hồi trước nếu mà không làm như vậy thì mùa đông có gì ăn, hay là mùa Tết thì không có gì ăn. Nhưng mà bây giờ thì với kỹ thuật ướp lạnh, đông lạnh, và họ chở được máy bay mà có ướp lạnh, họ chở thực phẩm tươi từ Nam bán cầu lên Bắc bán cầu trong mùa đông, tại vì mùa đông ở Bắc bán cầu là mùa hè ở Nam bán cầu. Ngược lại, khi mà mùa hè ở Bắc bán cầu thì họ chở thực phẩm tươi xuống bán ở bên Úc hay là ở Nam Mỹ rồi này kia. Thì thành ra bây giờ người ta sống mạnh khỏe hơn, sống lâu hơn. Đó là một lý do rất lớn mà người 70 tuổi bây giờ giống như người 50 tuổi cách đây cỡ chừng 50 năm. Dạ, cảm ơn bác sĩ Liêm ngày hôm nay nói về vấn đề này. Tại vì xưa nay thú thật là mình cũng hơi dở về nấu ăn, cho nên là cũng không có biết về vấn đề này. Cho nên khi mà bác sĩ Liêm nói mình like wow, mình không nấu nhưng mà mình ưa ăn, cho nên là mình cần phải biết. Và trước đó thì bác sĩ cũng không biết muối diêm là gì luôn. Thì khi mà bác sĩ Liêm nói cho research thì có phải là muối diêm là này không ạ? Muối diêm là nitrate đó, đúng không? Giống như nó là muối mà nó muối hột tại hả? Tại vì cái thuốc súng là nitroglycerin, nó gọi là diêm sinh. Dạ. Yeah. Thì muối diêm là muối nitrate. Vậy là cái muối này là muối hột hay là nó là muối nhân tạo? Không, nó là chất hóa học. Chất hóa học. Chứ không phải là muối mặn. Dạ, dạ, dạ. Thấy, nó salt, nhưng mà không phải là salty salt, mà chemical salt. Dạ. Muối hóa, muối diêm sinh là một chất hóa học. Còn muối mặn là sodium chloride. Dạ. Cho nên thí dụ mà muối mà thật sự mà từ dưới biển nào lên là muối tự nhiên rồi đó, thì muối hột rồi vẫn tốt không sao hết. Chỉ có là muối nitrate, muối diêm là cái muối người ta tạo nó lên, ta dùng hóa chất người ta tạo, thì mình nên để ý cái muối đó đúng không ạ? Đúng, để họ dùng để bảo quản thực phẩm. Dạ. Thì thành ra trước khi mình có tủ lạnh hay đông lạnh để giữ thực phẩm lâu dài là thì phải dùng những cái cách hóa học như là muối diêm, là dùng những cái cách khác như là làm muối, làm chua, ngào đường hay là xông khói. Thì những cái cách đó là đều là không có tốt mấy cho sức khỏe. Dạ. Vậy nếu như mà làm đồ chua mà không có sử dụng muối diêm mà chỉ xài muối bình thường với lại đường bình thường với lại là giấm hay là nước chua thôi thì có ok hay không? Vẫn ok, miễn sao là né cái này ra đúng không? Rất là ok, nhiều khi còn tốt nữa tại vì nó có probiotics. Yeah. Nhưng mà nếu mà mình làm muối trường hay là làm đồ chua để ăn trường thì họ bỏ muối diêm vào, họ bỏ nitrate vào thì lại xấu. Dạ. Yeah. Vậy thường thường thì tại vì bác sĩ Hết Liêm cũng không có nấu ăn cho nên không biết sao, nhưng mà hỏi luôn nè, là thí dụ như thường thường á, là bác sĩ Liêm biết là người ta làm mấy cái dưa chua, dưa cải hay là cái gì đồ Tết người ta ưa ăn cải chua, dưa món gì đó, thì thường thường người ta có sử dụng cái muối này hay không? Nếu mà người ta nói là để ăn sỏi đó thì không bỏ muối diêm, nhưng mà nếu mà để giữ lâu dài đó thì họ sẽ bỏ muối diêm vào. Dạ, dạ, dạ. Nếu mà người ta nói ồ cái này giữ được 3 tháng, 6 tháng là nghi ngờ rồi đó đúng không? Là độc à. Còn nếu mà mấy bà miền Nam mà ngày Tết mà nấu thịt kho xong làm dưa giá để mà ăn liền đó, ăn dưa giá, ăn sỏi là không có độc gì cả, không có bỏ muối diêm gì hết. Dạ, dạ. Còn mình đi chợ Mỹ đó, thấy cái gì mà nó nói ăn cure đó, thì với lại không có nitrate thì mình mua. Còn nếu mà cái gì mà nó nói kia đó thì mình tránh ra. Dạ. Yeah. Khi bác sĩ Liêm nói thì bây giờ cũng có thử nhìn trên mạng thì thấy là lạp xưởng của mình hay là sausage của Mỹ thì thường thường nó sẽ có cái chất nitrate hoặc là muối diêm này. Thì đúng chính rồi. Xác đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cũng có loại sausage nó không có nitrate nhưng mà nó giữ lạnh rồi nó để trên cái nhãn là uncured. Uncured sausage. Nhưng mà lạp xưởng thì tôi không biết tại vì lạp xưởng là độc. Độc vô cùng tại nó vừa có nitrate tức là muối diêm, nó vừa xông khói nữa. Dạ. Yeah. Mà lạp xưởng Việt Nam của mình Rachel thấy nó đâu có mùi khói đâu. Nó có xông khói. Ồ, có xông khói nhưng mà chỉ có không có mùi thôi. Có loại nó xông khói. Dạ. Yeah. Nhưng mà bác sĩ Liêm nói độc quá trời, là tại vì xông khói với lại là có thể là muối diêm. Nhưng mà có loại lạp xưởng nào mà không có muối diêm hay không? Tôi không rành, thật ra tôi không biết. Nếu mà họ làm như vậy thì họ phải để trên nhãn giống như thực phẩm ở Mỹ vậy. Nó nói anh kia cái gì mình biết thì mình tránh, mà không biết thì cũng giống như người mù đi sụp xuống hố ráng chịu.
Dạ, dạ. Ở bên luật của Mỹ đó thì thường thường họ có những cái luật gì liên quan đến cái chất nitrate hay là cái muối diêm này hay không? Tại vì nó là cái chất dễ gây ung thư. Thì họ không có cấm được, nhưng mà tại vì họ sợ là làm thiệt hại kinh tế cho những người làm những cái chất thức ăn, nhưng mà họ bắt phải bỏ vào trên cái nhãn. Như việc tiểu bang California, tiểu bang California họ nói là phải để cái nhãn nó trong này có chất có thể gây gây ung thư, người tiêu thụ quyết định. Nhiều người Mỹ đó họ theo thói quen họ không bỏ ăn bacon được. Nó ngon, nó giòn mà nó thơm nữa. Thành ra có một thời gian đó, bacon mà người ta đã là sản xuất rồi mà có nitrate rồi, khi mà khách hàng bắt đầu đi chợ mua cái đồ ăn kia cho nó lành mạnh hơn, thì những cái fast food như McDonald's, Wendy's rồi này kia đó, họ mua được bacon đó giá rẻ mạt, tại vì phải bán tống bán tháo, thì họ lăn xe rồi bỏ bacon vào trong hamburger rồi này kia. Thời gian nó quảng cáo ghê lắm, ai đi vô Wendy's, McDonald's nó cứ nói có muốn bacon ở trong hamburger hay không, tại nó muốn bán cho hết. Bây giờ thì cái loại bacon đó nó cũng ít hơn hồi xưa rồi. Bây giờ mình vào trong tiệm, nhất là Trader Joe's hay là gì đó, thì mình thấy là ăn kêu bacon. Dạ rồi, hiểu rồi. Cho nên là những ai mà thích ăn sausage hoặc là mình thích ăn bacon thì mình nên tìm những cái mà nó có ghi cho nó là uncured. Đúng rồi. Là nó sẽ... Mà nhất là ham đó. Ham là khó. Kiếm cái uncured ham nó khó lắm. Tại vì ham là cured. Còn Việt Nam thì làm thịt để làm nem nướng rồi đó. Họ cũng cured. Họ bỏ nitrate vào trong đó. Giống như là quý vị thấy ở trên cái hình ở trên đây nè, đó là đa số những cái món ăn này là bảo quản lâu. Mà giống thứ bảo quản lâu thì thường thường sẽ có cái chất nitrate, là cái chất muối diêm, bác sĩ Liêm nói. Đúng rồi. Đó. Cho nên là thành ra, tại vì sáng này trước khi mà thâu cái chương trình đó thì bây giờ cũng có làm cái dĩa ăn sáng, nhìn lịch sự lắm nha, một đống rau xanh ngon lành, trứng là tốt rồi, cái thêm cái nữa là nem nướng, xong gửi vào bác sĩ Liêm khoe liền cho bác sĩ Liêm cái này là nghe bác sĩ Liêm biết ăn healthy, thì check rồi đấy, coi chừng có hay là gì đó, coi có ăn kia hay không. Mình nói ủa ăn kia là gì ta, cái sau hỏi dạ vậy ăn kia là gì ạ, cái này là nem nướng. Cái bác sĩ Liêm nói là muối diêm là nitrate. Trong đầu mình ấy, muối diêm là gì ta? Nhưng mà thôi hỏi hoài, chẳng lẽ ngồi đó hỏi hoài người ta thời gian đâu trả lời. Thì bác sĩ Liêm chưa hỏi nữa, bác sĩ Liêm hiểu ý hay sao nói, một tí nói về đề tài này. Cho nên là quý vị nghe trong video này là thấy khá là hay luôn. Đúng rồi. Đầu thế kỷ thứ 20 với thế kỷ thứ 19 trở về trước. Dạ. Loài người nếu mà không có làm những cái phương pháp bảo quản đó thì đến mùa đông sẽ đói dài người ra. Nhưng mà bây giờ đời sống mới có kỹ thuật ướp lạnh, đông lạnh, có máy bay để chở thực phẩm từ Nam bán cầu xuyên Bắc bán cầu, thành ra nên ăn uống lành mạnh hơn trong suốt năm. Dạ, cho nên nhiều khi là tủ đông lạnh, tủ đá như vậy chứ là nó rất là tiện lợi. Đúng rồi, mà nó làm con người sống lâu hơn và trẻ lâu hơn nữa, để nó làm chậm lại cái sự lão hóa. Với lại là khi mà Rachel nhìn cái hình này đó thì Rachel thấy là họ cũng đang nói về cái muối nè, họ có muối hầm, muối cốt, muối làm đậu hũ, muối bông, muối hột. Mấy cái muối bông với muối hầm này có phải là cái muối nó liên quan đến muối diêm không? Muối tuyết tôi diêm. Tôi không phải là viên ngoài cái đó. Nhưng mà có một vài cái chất nó họ bỏ vào để làm đậu hũ nó săn hơn hay là nó đông lại hay là làm chả nó giòn hơn thì cái đó cũng độc, cũng hại gan, gọi là borax hay gì đó, là cái đó cũng không có tốt. Rồi phải coi chừng những cái gì mà họ làm, thí dụ như họ làm chả mà nó giòn ăn ngon đó, nhiều khi nó lại không có tốt cho sức khỏe. Phải để ý coi họ có dùng cái boron đó. Borax hay boron. Borax hay là boron. Rồi. Mình phải để ý. Tôi không phải là chuyên viên về thực phẩm, nhưng mà một vài cái chất họ bỏ trong đó là không có tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cái muối diêm là
chắc chắn là gây ung thư. Với lại cái câu hỏi về Mỹ có luật gì hay không thì bác sĩ cũng đã hỏi rồi, thì bác sĩ Lim có nói rằng là nếu mà có cure hoặc là unclear thì người ta phải ghi lên cho nó để cho mình biết. Tôi quên cái chất mà nó làm giòn đó, thì ở Mỹ là họ bỏ vào trong cái bò viên đó, Bò thành ra viên à. bò viên, như bò viên mà giòn thì người ta mới ưa, còn bò viên mà bở thì người ta không có ưa Dạ đúng đó. rồi. Bà xã tôi bà ăn bò viên cho đến khi có một cái lần bà ăn nhiều bò viên quá, bà bị đau bụng ảnh hưởng vào gan, thì mới mới biết là vì cái chất bờ người ta bỏ vào trong đó. Cho nên là đó quý vị, qua video này mình học hỏi được cái kiến thức khi mà đi chợ cũng nên đọc cái nhãn hàng. Bởi vậy á, Hình nhiều nhiều như nhiều khi tiếng Việt gọi là phèn, chất phèn. như tiếng Việt gọi là chất phèn đó. Không có hại bằng muối diêm nhưng mà cũng cũng không tốt. Chính vì vậy nhiều khi á là mình mua sản phẩm, mình mua hàng thì mình cũng tìm cái nguồn gốc, là thí dụ mà nguồn gốc từ Mỹ thì mình chắc ăn hơn một tí xíu, tại vì ít nhất là họ có cái luật, với lại là họ làm gì họ cũng ngần ngại cái sự bị kiện tại nó có luật pháp. Còn thí dụ cái xuất xứ mà từ China hay từ Việt Nam mà cái quốc gia cộng sản thì thôi bó tay luôn, có nghĩa là ăn vô là hên xui. Đúng rồi, đồ ăn Tết khác là những cái trái cây nó ngào đó, mứt ngào. Hồi trước thì chỉ tưởng là hại răng thôi, nhưng mà bây giờ mình mới biết là nhiều đường quá cũng không tốt, nó gây kháng insulin sớm hơn. Cho nên mình ăn ít ít cho nó vui miệng, cho Ăn có hương vị ngày Tết thì ít ok. thì không sao, ăn ít Thường thường nó chỗ rất là thích mứt mứt thì không dừa. Béo béo thơm thơm nhưng mà sao. cũng sợ đường. Ăn chút đỉnh thì không sao. Không, mà thường 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 bên bác sĩ Lim lâu lâu có ăn gì thèo lèo cứt chuột gì không? Có cái món là thèo lèo cứt chuột, nó đen đen, nó đậu Đúng phộng. rồi đó, hình như nó cũng từ kẹo mãng cầu xiêm vậy đó. Đúng rồi. Mà rất ngọt quá. Thì hồi nhỏ thì tôi có ăn, nhưng mà từ hồi đi Mỹ giờ tôi đâu có nữa đâu mà ăn. Nhưng mà nếu mà có thì có ăn hay không hay là no Tôi lấy bà vợ Mỹ là kể như tiêu đời trai rồi. no. Nhiều khi dùng từ tiêu đời trai nhưng mà nó lại là healthy về những cái mặt khác. Né né được những cái thực phẩm mà không có tốt. Còn sống bây giờ là may rồi. Rồi, rất là hay luôn. Với lại là bác sĩ Lim có nhắc đến là caramel, có nghĩa là ngào đường rồi nó săn vàng lại. Thì bây giờ thấy là Mỹ là chất caramel rất là nhiều. Đúng Từ rồi. kẹo caramel đến bánh hay là nhiều thứ. Hay là thí dụ như cái món của Việt Nam mình rất là khoái khẩu đó là flan. Xong rồi ở trên cái người ta chế cái đường ngào cà Đúng rồi. phê đó. Đúng rồi. Thì cái chất đó có nguy hiểm lắm hay không? Nguy hiểm. À, bởi vậy Mỹ nó bị tiểu đường loại 2 cũng nhiều lắm, bị metabolic syndrome nhiều lắm, càng dùng cái caramel là càng độc. Mà cái thức ăn mà có nhiều nhất là cái gọi là cream brulee đó. Cream brulee. Brulee là một cái món ăn rất ngon của Pháp, món 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 ăn tráng miệng đó, mà nó chocolate cream brulee hay là đủ thứ các loại cream brulee, tại vì họ dùng cái đèn để họ đốt cái đèn hàng đấy, họ đốt Đúng đường rồi, đúng rồi. đó, thành ra cái đường đó nó cháy không hoàn toàn. Nó ăn thì ngon nhưng mà thật ra là rất là hại cho sức khỏe. Rồi cái gram flan hay là caramelize thì cũng không có tốt. Trời ơi, quý vị nhìn cái hình ở đây là nhìn là thèm luôn. Nhưng mà ăn ít thì đâu phải là hoàn toàn cử. Nếu mà ăn mỗi ngày hay là ăn một ngày một tuần ăn mấy lần thì có lẽ không tốt, nhưng mà nếu mà lâu lâu ăn lần mà ăn ít ít thì đâu có gì đâu, sống cũng phải hưởng thụ chút chứ. Đúng rồi. Nhưng mà cái đường này, vì vì cái đường nó bị đốt rồi, với lại là vì cái đường nó thắng lại nó vàng như vậy, cái chất của cái đường đó nó làm cho có độc, hay là lý do vì sao? Đúng rồi, nó gọi là Maillard, từ cái tên của ông khoa học gia đó, Maillard reaction. Trong cơ thể mỗi người cũng có cái phản ứng đó, gọi là trái ngầm của đường của chính mình. Nhưng mà nếu mình ăn thêm nữa, nó chỉ hấp thụ vào khoảng 30% thôi. Nên đó là thành ra nó ít hấp thụ, nhưng mà nó ít hấp thụ nó là lại làm độc hơn. Thí dụ như nếu mà mình coi dưới da của những người già mà không còn cái độ giãn co, tức là elasticity đó, giãn co,
thì mình thấy cái gọi là collagen crosslink, mà ở mỗi cái điểm crosslink nó có một cái chấm màu nâu. Thì khi mình kiếm cái chất màu nâu đó ra, mình phân tích đó, đó là đường trái. Thành ra nhiều đường trái là bị lão hóa sớm. Cho nên là người ta nói rằng ăn đường là bị bệnh dễ rồi lão hóa sớm, mà bây giờ đường cháy là nó còn nguy hiểm hơn là đường nữa. Thường, đúng rồi. Đường cháy nguy hiểm hơn là đường thường. Đường thường chỉ nguy hiểm khi nào mình bị kháng insulin thôi. Nhưng mà trước đó thì nó có thể làm gây ra mỡ, rồi từ mỡ đó mình mới bị viêm, từ viêm mình mới bị kháng insulin. Nhưng mà một khi mình kháng insulin rồi thì đường nó trở thành độc hơn hồi trước. Nhưng mà đường cháy thì khi nào cũng độc cả. Thì nó đây là advanced glycated product. Thì đây cũng là một lý do là tại sao những cái video của những cái chương trình đầu của bác sĩ Liêm mới nói là Việt Nam của mình thì cái món canh chua thì nó rất là tốt luôn, nên ăn. Còn đặc biệt là như cá kho tổ hay là thịt kho mà quẹo đặc kho là rim, kho rạc, kho quạo thì không có tốt. Ăn mặn mặn ngọt ngọt mà nó phải là vàng cái màu lại mà thì là đổ càng không tốt. thắng nước đường, đổ nước đường thắng vàng. Dạ đúng rồi. Đó. Thì những cái chương trình khác là quý vị có nghe như vậy, nhưng mà bữa nay là nghe thêm nó sâu vào thì quý vị sâu chuỗi lại với nhau thì đó là cái lý do mà tại sao nhiều khi mình nghe nói là mình ăn cái gì mà đồ cháy á, thì không nên ăn, tại nó sẽ dễ gây ung thư. Còn hoặc là đường mà đường cháy nữa thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình cũng ăn vài thứ rồi tốt, ví dụ như bánh chưng, bánh tét, hay là người thượng du Bắc Việt họ có cơm lam, rồi Cơm gì? cơm lam. Cơm lam. Cơm lam là họ nấu trong cái ống tre đó, vừa sạch vừa tốt, giữ được nhiều ngày. Thí dụ như Việt Nam, người Bắc họ ưa ăn giò thủ hay chả thủ. Tôi thì tôi không thích ăn cái đó, tại vì tôi thấy giống như là tai mũi họng. Nhưng mà thật ra đó là collagen. Giò thủ là toàn là collagen ở trong, nhiều với chất béo, cũng có lợi cho sức khỏe mà giữ được lâu. Cái gì chứ giò thủ thì chắc cũng khoái nè, cái này chấm muối tiêu chanh hết sảy mà nó giòn giòn, nó có cái sụn. Người Bắc họ ăn với dưa cải chua. Rất là hay luôn. Với lại một cái câu hỏi nữa là bánh chưng với bánh tét đó, thường thường thí dụ mà người ta mua để lâu ăn, thí dụ như sau tuần ăn có nguy hiểm hay không, hay là vì cái cách họ nấu nên để vài tuần cũng không sao? Cũng như ăn đồ hộp vậy, tại họ gói kỹ quá rồi, họ nấu cả mấy xuyên đêm gì nữa, thành ra nó chín ở trong, đâu có không có vi trùng gì ở trong cả, thành ra giữ được lâu. Đó, bánh chưng bánh tét giữ được lâu. Rồi khi mà lâu quá mà mình sợ đó, thì mình họ chiên lên. Ăn ăn bánh chưng bánh tét chiên. Thành ra đó là những cái phương pháp mà người xưa dùng để mà có đồ mà ăn. Không có gì là hại cả. Rồi, đó là hay đó. Ngày hôm nay quý vị nghe phải hiểu được, tại vì thật ra là chính bản thân của mình cũng có bánh tét bánh chưng, về cái mình suy nghĩ đấy, ổ này để được bao lâu ta, để ngoài cả tuần người ta biết ăn được không, hay có nhiều người nói là ồ để lâu được, vậy để lâu được bao lâu, 2 tuần rồi có ăn được hay không, cái làm cho mình cũng sợ sợ cho nên là. Nhưng mà bây giờ mình có tủ lạnh rồi, mình không những là bánh chưng họ đã nấu kỹ rồi, mà hồi trước là ông bà mình để được cả tuần 10 ngày, thì bây giờ mình bỏ vào tủ lạnh mình giữ được cả tháng. Nhưng mà bỏ vào tủ lạnh thì nó lại, người ta gọi là bị nếp nó sống lại. Thì mình phải nấu lại mà bây giờ mình có cách hấp, thì mình hấp trở lại. Còn có nhiều người họ xịt nước rồi họ microwave. Xịt nước rồi đẩy cái tô cái nắp gì lên trên rồi cho họ microwave. Bốc hơi nước. Thì cũng tốt như nhau. Nên mình có phương tiện mới thì mình phải làm theo kiểu mới.
À, tại sao tôi không nghĩ đến điều này ta? Không biết là quý vị đang xem chương trình thì thường thường là bánh tét, bánh chưng rồi quý vị xử lý làm sao? À, mua về rồi quý vị để trong tủ lạnh rồi quý vị xử lý làm sao? Có giống như bác sĩ Liêm làm hay không? Hay là có những cái phương thức gì hay nữa? Quý vị cứ để lại bình luận gì dưới đây ha. Hoặc là quý vị có những câu hỏi để lại bình luận dưới đây luôn. Đó quý vị nhiều khi á đừng có nói rằng không biết nấu ăn thì sẽ không biết làm. Không, bác sĩ Liêm không có nấu ăn nhưng mà biết hấp nè, biết microwave nè, bỏ nước nè, xong nói chung mình có kiến thức thì mình sẽ phân mình hiểu ra Cái đó là kỹ thuật đó là kỹ thuật. Dạ tôi không làm thôi chứ tôi biết hết á, đúng không? đúng Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm rất là nhiều. Sẵn đây năm mới thì chúc bác sĩ Liêm mạnh khỏe, vui vẻ, vạn sự như ý. ơn Rachel và cũng kính chúc Rachel và quý khán giả cùng gia đình được mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, vui vẻ quanh năm. Và cũng chúc cho cả thế giới có được hòa bình. Dạ, cái đó rất là quan trọng. Và đặc biệt là chúc cho nước Mỹ mình trong thời gian sắp tới năm 2024 có một người tổng thống rất là sáng suốt và rất là giỏi. Tôi cũng hy vọng vậy, nhưng mỗi khi tôi ngồi tôi nghĩ lại cái chiến tranh Việt Nam của mình, mất 2,5 triệu người Việt Nam Dạ. thì vẫn còn đau lòng kia lắm. Rất là vô lý, rất là vô ích, tại vì ông cha mình không có sáng suốt, Dạ. rất là buồn cả hai bên luôn. Tôi trách cả hai bên chứ không phải chỉ một bên, tại vì một bên thì bị thúc đẩy bởi Xô Viết với tàu Trung Cộng, còn một bên thì bị thúc đẩy bởi Mỹ, Dạ. nên cái đó không có tốt. Mình phải tự lo cho mình, và Dạ. tôi hy vọng rằng hiện nay cái tình hình thế giới có thể xảy ra thế chiến trở lại đó, nguy hiểm lắm, tại vì cũng vài tham vọng của những cái nhóm nào đó, nhưng mà tôi chỉ hy vọng là mình sẽ có lãnh đạo tốt hơn và đem lại hòa bình cho cả thế giới. Nước Mỹ mà có lãnh đạo tốt thì thế giới mới có hòa bình. Dạ vâng. Với lại là nói đi thì cũng nói lại một tí xíu là bên miền Bắc thì bị ảnh hưởng bởi Cộng sản quốc tế, nhưng mà bên miền Nam Việt Nam Cộng hòa thì nhiều khi là vì cái thời cuộc cho nên phải là như vậy, giống như cái chương trình mà cuốn theo chiều gió, thì cho nên nhiều khi mình trách thì cũng không trách được, là tại vì bây giờ nó đánh vô thì mình phải phòng thủ chứ. Nhưng mà ai đến trước chưa ai đến trước thì đã đồng ý để chia hai đất nước rồi. Lúc đó nếu mà hai bên sáng suốt thì phải ngồi lại với nhau để mà không cho ngoại bang nó chia đất nước mình thành hai. Nhưng mà lúc lúc đó là cộng sản ở ngoài miền Bắc là họ tranh giành quyền lực rồi, cho nên là phải. Họ đã ám sát những cái lãnh đạo của Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, tức là Việt Minh, họ đã ám sát. Thì lúc đó những cái nhà văn Khái Hưng, Hoàng Đạo đó đã bị giết, thì cũng như là những cái ông quan của triều Nguyễn mà trí thức như Phạm Quỳnh hay là ông Ngô Đình Khôi cũng bị giết, và cũng vì những cái chuyện đó thì cái đó mình trách. Nhưng nếu mình cứ nói như vậy hoài thì mình sẽ không bao giờ mà giải quyết được cái vấn đề giữa người Việt Nam với nhau cả. Thành ra mình phải trở nên sáng suốt hơn. Người Việt Nam là những người cần cù thông minh, nhưng mà không có lãnh đạo giỏi, chưa bao giờ có lãnh đạo giỏi, nhất là trong cái thời mà sau khi bị Pháp thuộc cho đến bây giờ. Nhưng mà người Việt Nam xứng đáng để có tự do, dân chủ và hòa bình. Cái đó mà để có một cái nền kinh tế thịnh vượng trong cái thế giới của thế kỷ thứ 21. Mình sống ở thế kỷ thứ 21, mình phải suy nghĩ trong cái thế kỷ thứ 21. Nhưng mà nếu mình cứ tranh chấp nhau rồi chết 2,5 triệu người mà chưa sáng mắt ra, thì tôi thấy cái đó rất là sai lầm. Vâng. Sẵn nói vậy có luôn cái câu hỏi này là tại vì như quý vị thấy ở ở đây ha, đằng sau lưng của Rachel thì có cái lá cờ Mỹ rồi cờ vàng ba sọc đó, thì có một cái đó theo Rachel được biết là ở trong nước đó, là người dân là không có được mang cái này, hay là không không được giữ trong nhà hay không được mang ra đường đó. À, nếu vậy thì nói là cờ của ngụy thì bác sĩ Liêm nghĩ sao? Cái đó là những đầu óc cố chấp và chưa Cố bao giờ chấp. sáng suốt. Tôi nhập ngũ phục vụ trong cái lá cờ đó, lá cờ đỏ vàng ba sọc đỏ,
họ gửi tôi đi qua Mỹ để học, thì tôi luôn luôn nhớ ơn. Nhưng mà cái đó là quá khứ, và cái mà cái cờ đỏ thì đã cướp mất cái tự do và gây bao nhiêu tang thương chết chóc cho người Việt Nam, thì mình cũng không nên cố chấp giữa hai lá cờ với nhau. Mình để Việt Nam có thể dùng một lá cờ khác, cờ xanh, xanh như xanh màu xanh của đô la, đâu có chết tới con đầm nào đâu, mà để xây dựng kinh tế và hòa bình để sống chung với nhau. Với lại là mình cũng phải tôn trọng cái quyền của con người nữa đúng không? Giống như là thì Đó là thế giới tôn trọng quyền của con người, tại sao Việt Nam không, hay là Tàu không? Đó là tại vì Tàu ở Việt Nam lạc hậu. Với lại là một trong những cái quyền con người, có nghĩa là ngày xưa ông bà người ta trong miền Nam, hay là cái thời ngày trước khi có cộng sản thì đã có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ rồi, thì bây giờ người ta yêu quý, người ta gìn giữ, người ta trân trọng thì cũng có làm chết ai đâu, tại sao phải cấm đoán người ta, thì cái Đúng đó rồi, gọi là độc tài. đúng rồi. Mà độc tài thường thường đưa tới kết quả không có tốt. Ví dụ như Trung Cộng, hồi trước thì tưởng là kinh tế là ngon lành, bây giờ kinh tế đang sụp đổ, thì không biết là cái thể chế chính trị có duy trì được không. Độc tài thì độc tài, nhưng mà khi người dân họ đói kém thì họ có thể nổi loạn. Thành ra Tàu Cộng bây giờ đang rất là lép vế, những cái chiến lược mà vành đai con đường gì đó là vỡ hết rồi. Người ta họp ở WEF ở Davos cũng phải sắp bị qua xin tiền thì có gì nữa. Thành ra Việt Nam nếu mà có lãnh đạo tốt thì sẽ phải nhân cơ hội này để mà mang lại tự do, hòa bình và thịnh vượng cho người Việt Nam. Thì cái đó là tôi rất mong cho năm tới. Năm tới tôi chúc thế giới qua hòa bình, tôi chúc Việt Nam có tự do, công lý và thịnh Dạ vâng, rồi rất là hay. Cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị nhớ là bấm like, comment, share và để lại subscribe nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại sau. Kính chào.